Su Đào tuổi 13 đã cao vượt trội và có nhan sắc giống bố Cường. Một mình làm anh của Su Chin và Leon, Lisa nhưng vẫn hết sức vui vẻ. Mèo ơi! Là con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La, từ nhỏ cuộc sống của Su Bell đã nhận được rất nhiều yêu thích từ khán giả. Hơn nữa, quá trình khôn lớn của cậu nhóc cùng với cuộc sống hai gia đình luôn là điều mà nhiều người quan tâm nhất. Ở tuổi 13, Su Bell được hưởng cuộc sống đầy đủ và có điều kiện phát triển vô cùng tốt dù đang ở với mẹ Hà hay bố Cường. Hơn nữa, với gen chân dài thừa hưởng từ người mẹ của mình, Su Bell càng lớn càng cao vượt bậc so với bạn bè cùng trang lứa. Có người còn đùa rằng rõ là Kim Lý rất cao nhưng Su Bell đứng kế không hề lép vế. Có người còn cho là trong thời gian tới có lẽ Su Bell sẽ mau chóng chạm mốc chiều cao của Kim Lý hoặc có khi còn vượt mặt. Không khó để thấy được hình ảnh Su Bell và Kim Lý khoác vai thân thiết chụp ảnh hay chơi đùa cùng nhau. Có người còn cho rằng nếu nhìn ở phía sau có khi sẽ nghĩ rằng như hai anh em vì chiều cao khá khủng của Su Bell. Còn về khoảng nhan sắc, nhiều người nhận xét cậu bé càng lớn càng giống một bản sao của Cường Đô La, khi nhìn góc nào cũng thấy giống. Không những thế, Nhắc Tì còn vô cùng nhiệt tình trong khoảng trăm em. Từ khi Lisa, Leon còn nhỏ, Su Bell đã phụ mẹ chơi cùng các em. Dù cho có bị em đè đầu hay gọi Bell thì anh hai vẫn tỏ ra rất vui vẻ với các em. Khi ra ngoài có khi Su Bell còn được bắt gặp đang phụ mẹ ấm Lisa, khiến ai cũng phải cảm thán vì độ ngoan của cậu nhóc. Còn khi ở với Cường Đô La, Su Bell lại có thêm đứa em nhỏ Su Chin. Thế là cậu bé lại tiếp tục chăm và chơi cùng em. Không những cho Su Chin chơi cùng đồ chơi, mà cậu bé còn sẵn sàng làm trò này kia theo ý của công chúa nhỏ. Ngoài ra, Su Bell còn bộc lộ niềm đam mê giống bố là thích siêu xe. Nhóc Tì thỉnh thoảng sẽ cùng cha dọn rửa những chiếc xế hộp đắt đỏ trong nhà. Cường Đô La còn từng mạnh tay chi tiền mua hai xe sang cho Su Bell và Su Chin đi học. Su Bell còn sống vô cùng tình cảm khi tự tay cắm nến sinh nhật và mang bánh ra để chúc mừng sinh nhật bố. Cường khiến ai cũng cảm thán rằng đúng là có đứa con trai như thế này làm sao mà không cưng cho được. Không chỉ được Cường Đô La cưng chiều, Su Bell còn được Hồ Ngọc Hà chăm sóc hết mực. Nữ hoàng giải trí thường xuyên đưa con trai đến trường, vi vu khắp trong ngoài nước. Không chỉ vậy, Su Bell còn ghi điểm bởi tính cách hiểu chuyện khi thân thiết với cả Đàm Thu Trang và Kim Lý. Vì vậy, Nhóc Tì sống hòa hợp dù ở cùng gia đình Hồ Ngọc Hà hay Cường Đô La. Cậu bé cũng thường xuyên được mẹ kế, ba dượng bày tỏ tình cảm, dành nhiều lời khen bởi sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn của cậu nhóc. Ví dụ như Kim Lý từng chia sẻ rằng mình xem Su Bell là con ruột của mình kể từ lúc yêu Hồ Ngọc Hà. Anh vẫn tranh thủ thời gian để đi ăn và đi chơi riêng với Su Bell. Thậm chí, có khi cuối tuần còn cùng nhau đi chơi thể thao để cả hai gắn kết hơn. Có thể thấy, ở tuổi 13, Su Bell được khen ngợi là cậu bé hiểu chuyện, thông minh. Nhóc Tì cũng ghi điểm bởi độ khéo léo khi chăm sóc các em nhỏ. Đồng thời cách thể hiện tình yêu thương với Su Chin, Lisa Leon của quý tử nhà Cường Đô La cũng cân bằng, không có nhiều chênh lệch. Và dù bố mẹ đều có cuộc sống riêng nhưng Su Bell vẫn nhận được tình cảm đủ đầy và điều kiện chăm sóc tốt nhất. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!